hồn ai nói giữ chiếc xe bây giờ. Việt Nam tới đâu anh? Anh nói từ từ, anh nói con rê thứ sao á? Dạ em có thủ quỹ giữ, giữ bao lì xì. Hôm nay Diệm thấy là Cali mình là khí hậu tốt. Hôm qua Diệm đi hát ở Seattle, mưa tầm mưa tả. Nhưng mà thật sự là Diệm thấy người Việt Nam mình đúng là càng ngày càng ăn Tết lớn ở bên nước ngoài. Ở đâu cũng đông quý vị, và ở đâu cũng vui y chang như ở đây vậy nè. Cho nên Diệm đi khoái, thật sự là khoái, nhưng mà vẫn thích cái cảm giác hát ở nhà. Tự nhiên bây giờ mình xem đây là nhà rồi, chứ không có còn là ở Việt Nam nữa. Việt Nam chỉ là một cái nhớ gì đó thôi, nhớ về quê, nhớ về bạn bè, nhớ về cái phố cũ của mình. Và sau đây là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Việt Khang, mời quý vị nghe Việt Nam tôi đâu. Trường sơn